Khi Top Top tấn công trường học cũng là lễ khai giảng, nhưng mà văn nghệ nó lạ lắm. Anh chỉ có 10202. Không gặp văn tục văn tục. Cũng không gặp văn tục. Có thể thấy, từ khi mạng xã hội TikTok trở nên thịnh hành, đi đâu cũng có thể bắt gặp các TikToker, các dancer với những điệu nhảy hết sức điêu luyện trên nền nhạc cực kỳ đã tai. Không chỉ dừng lại ở các đàn anh, đàn chị lớn tuổi, mà những em học sinh, mặc dù chỉ mới học cấp 1, cấp 2 cũng rất thông thạo, thậm chí là xâm chiếm một phần mạng xã hội này. Mới đây, dân tình còn không khỏi tròn xoe mắt khi ở một lễ khai giảng năm học mới, các em học sinh lại có tiết mục biểu diễn văn nghệ mang đậm chất vũ trụ Top Top. Được biết, đây là buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2022-2023 tại một trường tiểu học kết hợp trung học cơ sở ở Hà Nội. Một nhóm học sinh nữ khoảng chừng 5 em đã có tiết mục diễn văn nghệ cho cả trường xem. Nhìn qua cũng có thể thấy các em được mang đồng phục hẳn hoi, trang điểm chỉn chu và đặc biệt hơn hết là bài nhảy cũng được tập luyện vô cùng kỹ càng. Tuy nhiên khi nhạc vang lên thì nó lạ lắm. Thay vì những bài hát quen thuộc như Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu thì các em lại chọn một bài khá sôi động và hot trend ở trên vũ trụ Top Top. Nhạc đến đâu là tay chân cứ thế lắc lư theo, hết sức thuộc bài. Chỉ có điều, nữ chính ở giữa rất điêu luyện, còn những em phía sau chưa được dẻo dai cho lắm. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên vì cũng là khai giảng năm học, nhưng mà trường người ta nó lạ lắm. Nhìn lại trường mình thì thấy nó chán gì đâu. Một số người còn phát hiện ra bạn nữ ở giữa nhảy rất chuyên nghiệp, thực chất là một dancer, cũng là cô giáo dạy nhảy cho các bạn còn lại nên mới điêu luyện đến thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.